Đây mọi người coi giúp Hằng nhá. Nó rất là juicy luôn á. Em bật mic của chị giùm chị chưa? Mic của chị bị nhỏ nè. Em đã bật mic chưa? Em kiểm tra lại mic giùm chị. Rồi. Được chưa anh hả? Ổn để chưa? Em phóng lên em để cận cho chị đi. Phóng lên để cận cho chị. Cho chị thêm một bạn hỗ trợ nào, phóng cái này lên để cận vô màn hình, không là cái này nó không, các bạn không nhìn thấy rõ. Anh Linh ơi, anh đưa lên để cận giùm em đi. Rồi. Cái nước này ngon lắm, em mở ra nhá. Đây đây cái chai này mở. À dạ rồi, dạ rồi. Dạ. Cái chai này là anh đã được ướp lạnh nên là bây giờ đang như vậy. Ngon lắm luôn á chị. Ôi trời ơi mọi người ơi, cái mọi người rồi. Đây đây là cái này ở bên trong nhé mọi người. Em để cao lên một xíu, em để cao lên một xíu. Cái đó là cái topping trong cái chai này đó, thịt quả thốt nước. Ao nét rồi, ao nét rồi. Thôi mọi người thấy sơ sơ như vậy là được rồi. Được rồi, được rồi em ơi, được rồi. Được rồi, được rồi. Ok, ok, được rồi nhá, được rồi. Rồi rồi rồi, để mọi người thấy sơ sơ được là cái nhân ở bên trong của nó là cái này thôi ha. Rồi chủ yếu nè. Đây nhá mọi người ơi. Anh ơi bắt lại nét giùm em đi. Đây. Cái này là bầu có dùng được chị ha. Dùng được, bầu dùng được. Dạ, bầu dạ. Dùng được. Rồi đây nó nhá. Giống như là một cái loại nước ép trái cây nhưng mà cái này là từ mật hoa. Dạ. Dạ. Ui, đây. Đây mọi người ơi. Hằng uống thử rồi, trưa ngày hôm qua là Hằng đã uống thử rồi, nó rất là ngon. Ở bên trong cái thịt của cái thốt nốt này mọi người, nó sẽ có đoạn nó mềm và có đoạn nó giòn hơn. Dạ, à, đúng rồi. Và ở bên trong cái nó thơm lắm. Khi mọi người uống vô một cái mọi người cảm nhận nó thơm và rất là giải khát và giải nhiệt. Cái dòng này khi mọi người uống vô nó giúp giải nhiệt cơ thể, mát gan giải nhiệt chị dạ, ha. Đúng rồi. Dạ. Và cộng thêm nữa thì như mà hôm qua chị Hằng có được nghe chị chia sẻ thì cái sản phẩm mà mật dừa mật thốt nốt này thì cái chỉ số đường huyết của nó rất là thấp. Đúng rồi ạ. Và nó có thể sử dụng được cho những người đang bị tiểu đường. Dạ, đúng hoặc rồi. Là ví dụ như phụ nữ mang thai mà sợ bị tăng đường huyết trong thai kỳ. Dạ, dạ, là dạ. Đều có thể sử dụng được. Và không sử dụng chất bảo quản, chỉ có thông qua hình thức đó là tiệt trùng. Dạ đúng rồi, chính xác. Dạ. Nhưng mà cái cho Phương xin chia sẻ một chút. Dạ. Là bởi vì cái tiệt trùng của bên mình đó. Dạ. Là mình cố gắng mình giữ ở cái mức là làm sao để người dùng cảm thấy là cái độ fresh nó như là tự nhiên á. Dạ. Nên là toàn bộ cái mật hoa mà lấy xuống thì trong vòng 2 tiếng là phải ra thành phẩm như thế này. À trong 2 tiếng. À, dạ đúng rồi. Nên là ngon mình lắm. Không cần phải dùng hương liệu, mình vẫn giữ được hương vị của nó. Dạ. Giống như ở nhà là mình lấy cái cam mà mình ép đó. Thì trong vòng mình sẽ cảm thấy là nó giống như cái nước là tươi mà mình hay dùng như vậy thôi. Dạ. Dạ. Mọi người ơi, Hằng nói thật mọi người cái này nó ngon á. Thì Hằng phải uống như vậy nó mới phê. Em đang ăn cái thịt đó chị. Em đang ăn cái thịt đó. Dạ. Mà nó ngon lắm. Nó rất là ngon. Cái nước của nó đặc đặc chứ không phải nó lỏng nha. Nó hơi đặc đặc nha mọi người, dạ, nó hơi đặc đặc hơn nước thường của tụi mình nhiều lắm. Dạ cái này nè, do trong cái thịt quả đó, nó sẽ ở bên trong cái thịt quả nó lại còn có cái dịch của cái thịt quả nữa. À, nên là nó sẽ làm cho cái sản phẩm của mình đó, nó sẽ sệt hơn nữa. Dạ, đúng rồi. Ngon lắm, nó rất là ngon, không có bị ngọt quá. Mọi người cứ yên tâm ở điểm này nhá. Hiện tại đang rất là nắng nóng ở miền Tây. Nếu như mà Hằng đứng ở đây, Hằng uống một cái ly nước mà nó ngọt khẽ như vậy, bản thân của Hằng cũng không có chịu nổi mọi người ạ. Nó sẽ không ngọt quá, nó sẽ có cái độ ngọt thanh và nó không thêm thắt bất kỳ một cái sản phẩm tạo ngọt nào cả. Và cái mật đó là cái mật tự nhiên từ cái bông hoa của thốt nốt thôi. Cho nên mọi người đừng lo nó sẽ quá ngọt nha. Cộng thêm nữa, khi mà cái thịt của nó sẽ không phải là cái vị ngọt sót đâu mà nó sẽ là ngọt ngọt hơi, không phải là ngọt rõ luôn chị ạ. Đúng rồi. Nó không ngọt rõ mà em thấy nếu như mà ăn không thì cảm giác không có rõ độ ngọt của cái thịt luôn. Cái thịt không thì nó nhạt. Dạ. Nó vẫn thơm. Dạ. Nhưng khi mà nó thấm cái mật vào thì đó, nó sẽ ngon hơn đó. Rất là nhiều. Bởi chính bởi vì khi mà nó được kết hợp với cái thịt nó cũng đã làm giảm cái độ ngọt trong cái mật này dạ, rồi. Đúng rồi, chính xác. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ HD Bank sẽ cho mình cái voucher 100k chỉ có 15 suất thôi. 15 suất thôi thì bây giờ thì là cho sản phẩm này là chỉ còn 253 thôi. Bây giờ tụi em ghim lên một cái là ok, mọi người ơi, bây giờ chỉ có 15 suất được giảm 100k ở bên ngân hàng HD Bank tài trợ. Nên là chỉ có 15 suất đầu tiên thôi. Khi mà Hằng bắt đầu ghim sản phẩm này lên, mọi người nhanh tay đặt nhá. Chuẩn bị nhanh tay đặt, một thùng của nó sẽ có 6 lon đúng chị ạ? 6 chai. 6 chai, mỗi chai. Hết rồi hả? Mày tao quánh mày quá, chưa kịp nói gì hết trơn. Chào vô. Một đây bây giờ nhá mọi người.
Ủa là hết trơn luôn hả? À, không, hàng thì vẫn còn, ngày hôm nay với nhãn hàng thì vẫn giữ được cái giá tốt. Dạ. Cái giá hiện tại là đang là ý tốt. Là cái giá của bên HD Bank cho à, là đã hết rồi, còn giá dạ. của nhãn hàng là vẫn là giá tốt trên phiên livestream ngày hôm nay. Dạ. Và đặc biệt là với một cái set này là sẽ được cộng thêm hai hũ mứt thốt nốt nữa. À, mứt thốt nốt dạ, đâu chị ạ? Hũ mứt thốt nốt các bạn. Mứt thốt nốt có đem đến không cho chị mượn nào em? À, cho chị mượn một thùng này nó sẽ có thốt nốt mà kèm theo sâm bồ ấy. Ngon quá, mứt thốt nốt. Cái sản phẩm này ở trên thị trường nó đã có chưa dạ, chị? Chưa ạ. Chưa hả? Dạ, chưa có. Bây giờ chị làm ra cái dạ. chế phẩm rồi. Trời ơi, đúng thiệt. Tại vì á là mình ở đó, mình người Sài Gòn mình về đó thì mình phát hiện ra ở đây có cái loại mật nó tốt như vậy nên là cố gắng dạ. nghiên cứu. Ngon quá trời. Dạ. Ngon lắm mọi người ạ. À. Đây một hộp của nó sẽ có 6 hũ tất cả trong một hộp nha. Một hộp sẽ có 6 hũ tất cả như vậy. Dạ đây. Đây. Cảm ơn bạn. Đây giá hiện tại đang là bao nhiêu cho một set 6 hũ em ơi, cho chị xin giá nào. Đây. 6 hũ như vậy. Mình là nhãn hàng thì ngày hôm nay mình cũng không biết giá luôn bởi vì nhiều voucher, nhiều ưu đãi quá. Dạ dạ. dạ trong chai có rất nhiều topping, topping là từ thịt của thốt nốt luôn. Trong chai sẽ có topping luôn chứ mọi người, một hộp sẽ có 6 hũ. Một hộp nó bao gồm là 6 hũ tất cả. Cho nên là nếu như mọi người mua một hộp, mọi người ạc vô trò vô giúp hàng, mọi người cho hàng hỏi thì một hộp hiện tại giá đang là bao nhiêu mọi người ha. Đây 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 đây. Đây bây giờ hàng sẽ cầm cái đèn pin. Em ơi cho chị mượn cái điện thoại của em có cái đèn pin. Nào ngưng nói chuyện riêng nào, cho chị mượn cái điện thoại có cái đèn pin. Chị rọi cho mọi người coi. Đây. Bật đèn pin lên giùm chị. Mình rọi vào cái chai này. Dạ đây. Chai này nó sẽ dễ thấy. Mọi người ơi các bạn có nhìn thấy cái topping không? Mọi người thấy không mọi người ha? Mọi người cho anh hỏi mọi người thấy không ta? Bật bật hết mút lên mới được. Tại vì cái đế chai nó hơi dày á. Dạ. Cũng thấy rõ lắm á. Rất là nhiều topping nhá mọi người ơi, rất là nhiều luôn. Nhiều nha. Nên là mọi người cứ yên tâm là ở bên trong nó đã bao gồm topping cho mình sẵn rồi. Ở bên trong đã bao gồm sẵn topping rồi nhá mọi người ạ. À. Rồi nè em ơi chị gửi lại. Giống như khi mà mình thích uống trà sữa thì cái này cũng là một cái dòng để có thể thay thế mà. Trời ơi, cái này mình để trong tủ lạnh, mình mở tủ lạnh ra mình tu một thôi là đã dạ, rồi luôn rồi, chị dạ, ơi, đã dạ. lắm. Rồi đây là một hộp nhá. Mọi người ơi cho anh hỏi một xíu nè. Một hộp đang hiện tại đang có cái giá đó là 390.000 cho một thùng phải không mọi người ạ? 390.000. Giá được. Dạ không, hiện tại trong bài chưa còn à. 390.000. 390.000 hả? Xếp xếp giá đúng chưa? Đúng rồi. Đúng rồi đúng chị. 390 và tặng hai hũ mứt chị. Dạ tặng hai hũ mứt trị giá 60k. Đây là mứt thốt nốt. 390.000 giá gốc. Giá gốc là 390. Áp voucher vô còn bao nhiêu anh hả? 353. 353.000. 350.000 cho 6 hộp. Và cái này các bạn hoàn toàn có thể mua về để làm quà. Mình mua về để làm quà tặng cho ba mẹ của mình cái dịp mà lễ Vu Lan báo hiếu. Bởi vì đây là một cái sản phẩm sức khỏe. Hằng có thể nói nó là một sản phẩm giải khát, nhưng nó cũng là một sản phẩm có thể hỗ trợ một phần cho cái vấn đề đó là bổ sung cái năng lượng cho mình. Mình uống vô nó sảng khoái cái tinh thần của mình lên, nó mát và nó giải nhiệt cơ thể mọi người ha. Bạn nào hay ăn đồ nóng nhiều đó, các bạn có thể sử dụng sản phẩm này. Không ẹp vô lưng chú chị là sao? Cái mật mình phát sinh sau đúng không chị? Em đang nói cái này hả? Cái này không, cái này quà tặng. Cái này quà mà, bánh thì quá. Trời ơi, cái này quà. Cái này nhá mọi người ạ, thì ví dụ hàng ví dụ nè, bạn nào ba mẹ mình là cái người mà đang có vấn đề về tiểu đường, mọi người hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Nó rất là mát, uống vào nó mát, nó đã lắm. Thay vì mình bỏ trong tủ lạnh của mình một chai nước ngọt hay là một cái chai trà sữa gì đó, các bạn có thể thay thế. Đây là một cái sản phẩm giống như healthy á mọi người. Một sản phẩm nó tốt cho sức khỏe nha. Một thùng của nó sẽ có 4 chai tất cả. Mỗi chai là 290ml, à 6 chai. Mỗi chai là 290ml. Một thùng này giá gốc đó là 390.000. Mọi người ơi, ạc voucher vô giúp Hằng thì nó đang rơi vào là 300. Của em vẫn đang là 390 kìa. Để tủ lạnh được. Tiểu đường được 353 đúng không?
Hiện tại giá đang là 353.000, hạn sử dụng trong bao lâu chị ha? À, mình để bên ngoài là để được 1 năm, do là mình lấy xuống và toàn bộ cái quy trình là mình kiểm soát được vi sinh đó. Dạ, nên là, kiểm soát vi sinh. Mình, dạ. Rồi mình tiệt trùng nhanh nữa thì nó hoàn toàn vô trùng rồi. Dạ. Chỉ khi nào mà cái nắp nó bị mở ra thì phải uống ngay, còn dạ. Để như vậy là trong vòng 12 tháng được. À, để như vậy trong vòng 12 tháng nó đã là được kiểm soát vi sinh và nó vô trùng rồi, tiệt trùng rồi nhé mọi người. À, chị ơi cho em hỏi này, đây là có phải là những cái chứng nhận bên mình không? FDA? Đúng rồi, mình có HACCP và, dạ. Và chứng nhận FDA. À, dạ. Có đầy đủ những chứng nhận quốc tế luôn nhé mọi người ạ. À. Rồi đây mọi người mua một thùng sẽ được tặng thêm hai cái phần này. Mua một thùng sẽ được tặng thêm hai lọ mứt thốt nóc. Cái mứt này mình ăn cùng bánh mì phải không dạ, chị? Đúng rồi, ngày dạ. Hôm qua hàng được trải dạ, dạ đúng rồi, hôm qua đó. Dạ, cái mứt này mình sẽ ăn cùng bánh mì. Rồi bây giờ hàng sẽ hủ lại cho mọi người nha. Cái sản phẩm này nè, mọi người sẽ đổ trực tiếp vô miệng của mình và mình nuốt thôi. Rất là đơn giản. Đây hàng đổ ra một nửa còn lại nhá. Hàng đổ một nửa còn lại cho mọi người coi. Đây. Cái nước ở bên trong nó sẽ đặc hơn. Cái mật hoa này đã được lấy từ những cái bông hoa của cây thốt nốt có tuổi đời từ 20 năm trở lên. Và nó sẽ là chiết xuất từ cái mật nguyên chất. Nó không thêm thắt nước, không thêm thắt bất kỳ một giọt nước nào cả. Và ở bên trong topping đó thì chính từ những cái ruột của cái trái thốt nốt mà cắt ra thành những cái topping ở bên trong, rất là nhiều topping. Và cái mật hoa này nó không phải là nước cho nên nó sẽ có cái độ đặc riêng. Và mọi người quan tâm đó là có bị ngọt quá hay không. Khi mọi người nghe đến mật mọi người sẽ nghĩ là ngọt. Nhưng không mọi người ơi, nó không ngọt nhá. Nó không có ngọt như là những cái mật mọi người hay ăn ở bên ngoài. Độ ngọt của nó là độ ngọt thanh, thông thường. Và cộng thêm khi mà nó kết hợp cùng với cái thịt của cái thốt nốt này, cái thịt này nó có vị nhạt. Và khi kết hợp vô đây thì cái vị nhạt đó nó sẽ góp phần làm giảm bớt cái độ ngọt của cái mật này đi. Dạ. Rồi một cái chai như thế này là 290ml, một thùng 6 chai, giá đang là 390. Mọi người áp vô trong. Xin em bé. Còn 253.000 một set, được tặng thêm hai hũ mứt thốt nốt. Được tặng thêm hai hũ mứt thốt nốt. Và rồi cái mứt này cũng hoàn toàn là từ mật hoa dạ. Đặt lại luôn chứ dạ. không có hương liệu, không chất bảo quản. Chết rồi chị ơi. Cái này em có thể uống một lúc hai chai được đấy. Uống hàng no không dừng lắm. Hàng lai xuyên suốt vậy thì dùng cái này mình không có bị khát nước. Dạ, không thấy khát nước. Và sau khi dùng á, tới cả tiếng sau mình vẫn có cảm giác cái hậu ở bên trong này nè. Nó dễ chịu và nó thơm, nó thơm tận bên trong này luôn nè. Nó lưu luyến, người ta hay từng tụ. Đang mang bầu mọi người uống được thì xong tin mọi người sử dụng hẳn lại. Dạ. Tại vì cái này là nó thanh nhiệt mà. Thanh nhiệt. Dạ, cái gì? Bạn nào hay bị nóng nổi mụn, những cái mụn nổi tiếng rồi đó, mọi người có thể sử dụng nó, ngon lắm. Nó ngon lắm mọi người ha. Rất là ngon, các bạn có thể thử đi, mọi người có thể thử. Bạn nào chưa thử, các bạn có thể thử. Đây là một cái đặc sản của vùng An Giang. Một đặc sản của vùng An Giang nhé mọi người ơi. Rồi, bây giờ hàng em sẽ xin qua cái sản phẩm tiếp theo của bên mình. Dạ. Yến phải không chị? Yến ạ. Hôm qua em thử Yến bên mình thì một cái cảm nhận cá nhân của em là Yến bên mình nó rất là thơm. Dạ, nó rất là thơm. Dạ, cực kỳ là thơm luôn. Bây giờ em cho cái em không biết sếp Yến ở đâu ra nó lại có một cái vị thơm đặc trưng như vậy. Bình thường Yến, những cái Yến mà em đã sử dụng rồi á, nó không có cái mùi thơm đặc trưng như vậy á chị. Chị, cái Yến của bên mình hôm qua em có uống thử một lọ thì em thấy nó có cái mùi rất là thơm. Thật may mắn cho mình á là những cái trang trại Yến mà mình đang sở hữu á nó nằm trong những khu rừng thốt nốt. Thì mình chỉ nghĩ là cái cây thốt nốt nó có cái mật hoa rất là tốt như vậy. Rồi cái Yến nó cũng tốt nữa. Mình thử mình làm chung lại với nhau đi. Trời thì mình làm thử cái sản phẩm là mình cũng bất ngờ luôn. Bởi vì là cái Yến bình thường nó tanh nha, nhưng mà khi mà đưa vào cùng với cái mật hoa thốt nốt thì nó hoàn toàn nó thử mùi tanh. Cái mật hoa thốt nốt bình thường nó đã thơm rồi, nhưng mà khi mix vào chung với Yến thì nó lại càng thơm hơn nữa. Mình cũng tức là bất ngờ vì điều đó luôn. Mình dùng chính cái mật hoa thốt nốt để mình làm giảm cái mùi tanh của Yến. Dạ, và nó làm cái độ ngọt trong cái hũ Yến chưng này và mình không thêm đường. À, bình thường là em thấy người ta hay chưng với đường phèn này nọ đúng không đúng chị? Rồi. Và mình sẽ không có sử dụng đường phèn để mình chưng. Đúng rồi. Vậy là cái Yến này là đang được kết hợp cùng với mật hoa để tạo cái độ ngọt cho hũ Yến và giảm cái độ tanh của Yến. Đúng rồi, mật hoa thốt nốt tươi. Cùng mình cũng lấy từ trong vườn, tại vì cái nhà máy là nằm trong rừng thốt nốt luôn và trong cái trang trại Yến luôn, nên là Yến đưa xuống và mật hoa đưa xuống mình vô chế biến. Dạ. Rồi chị ơi, cái Yến này chị cho em hỏi nè, Yến sợi Yến thật. Nó Yến tươi là 7g đúng không chị hả? Thì bình thường á, em hay uống những cái dòng Yến thông thường là mọi người hay để là 10%, 20% hoặc là 40%. Thì cho em hỏi cái Yến của mình hiện tại nó đang là bao nhiêu phần trăm cho một hũ Yến hả? Cái Yến của mình
các bạn có thấy là yến trên thị trường á là sẽ là sợi yến mà nó không phải là hoàn toàn là sợi yến à. À, thì tại vì nó có bao nhiêu phần trăm nó thôi, còn bên à. Mình toàn bộ là sợi yến thật à. À, toàn bộ là sợi yến là hàng có thể dùng cái đèn pin à, rồi em hiểu rồi, vậy là cái phần trăm trong yến đó là phần trăm của cái sợi yến đó chứ nó không phải là phần trăm trong một cái hũ đó hả chị? À, tại vì như vậy hiện tại cũng chưa có một cái cơ sở nào để tính được cái phần trăm yến trong một cái sản phẩm hết. Dạ. Nên là nhiều cái là 10%, 20% cũng không có cái cơ sở. À, có nghĩa là nó chỉ ở cái mức chung một xíu. Đúng rồi. Dạ. Nên là bây giờ mình sẽ công bố là toàn bộ cái sợi yến trong này của mình là sợi yến thật. Dạ. À, là sợi yến thật. Dạ. Chứ không có sợi tạo biển hay là sợi yến công nghiệp. Không có sử dụng tạo biển và yến công nghiệp. Dạ, rồi. Em sẽ nói cái cảm nhận cá nhân của em nhé. Em sẽ đứng ở phương diện của một người tiêu dùng. Yeah. Và em chia sẻ một xíu, đó là cái sợi yến của mình khi em ăn vô thì em thấy nó, cái sợi của nó sẽ không có đồng đều. À, và yeah. Cái sợi của nó không đồng đều và nó có cái sợi mềm hơn và nó có cái sợi giòn hơn. Yeah. Thì cho em hỏi lý do tại sao nó lại như vậy, trong khi em ăn rất là nhiều dòng yến rồi thì em thấy những cái sợi nó hầu như nó đều đều nhau và nó có cái độ giòn giòn tương tự nhau á. Yeah. Thì tại vì nó là yến tự nhiên á. Thì dạ. Trên một cái tổ yến luôn luôn là sẽ có sợi yến dài và sợi yến ngắn. À, thằng dạ. Nhìn thấy cái tổ dạ. yến khô á thì bên ngoài là cái sợi yến rất là dài. Dạ. Còn ở bên trong nó sẽ có những sợi yến sơ mướt thì những cái sợi ở bên trong nó sẽ mảnh hơn. À, dạ. Thì trong một cái hũ này là mình vừa có sợi dài và vừa có sợi ngắn. Dạ. À, và sợi dày và sợi mỏng. Dạ. À, nên là khi mà dùng vào thì mình sẽ cảm nhận là cái sợi yến nó không đồng đều. Dạ. À. Rồi nó sẽ hít chặt như vậy để cái không khí bên ngoài nó không luồn vào dạ. nó làm hư sản phẩm. Dạ, thơm quá. Không lắm. Rồi em đổ ra thử để cho mọi người coi nhá. Em đổ ra thử. Đây, đây. Có cái ly đây hả? Ly mới. Dạ. Em đổ ra thử. Mình soi thì ê, em muốn soi một xíu được không? Em ơi dạ. cho chị mượn cái đèn nữa nè em. Để hằng soi xem cái sợi yến bên trong nó nhiều hay nó ít rồi nó nước hay là yến. Cho em mượn cái đèn pin. Bật cái đèn pin lên giùm em. Cái đèn pin điện thoại chị ấy. Em soi một xíu. Đây. Mọi người đợi hằng một xíu nhá. Hằng soi lên một xíu nào. Đây. Đó, các bạn nhìn thấy sợi yến không? Sợi dài, sợi ngắn, sợi mảnh, sợi dài. Mọi người ơi, mọi người nhìn thấy rõ không mọi người ha? Đây, 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 đây. Đây hơi xa. Mọi người ơi, nào bên kia có ai zoom yến lên, zoom lên cho chị nào? Các anh zoom đâu? Trừ Lương nha, nay Trừ Lương, nãy ông nào đứng zoom rồi chạy đi đâu hết rồi? Alo. Ờ, wow, ông nghe, ta nghe. Ổng lấy chắc vừa tròi ổng một cái mới được. Ổng đang trực live stream. Chào ơi. Đây nhá mọi người ơi, đây. Mọi người đợi hàng một xíu nhá, hàng muốn cho mọi người thấy được những cái sợi yến bên trong. Đây là một cái điểm mà hàng thấy nó có cái sự khác biệt rất lớn so với những cái dòng yến thông thường. Là cái sợi yến của nó. Ê chị ơi, em thấy một điểm nữa. Là bình thường những cái yến kia thông thường em thấy cái sợi nó tròn tròn. Cái sợi của mình nó dẹp dẹp. À thì nó sẽ có những cái đoạn như cái đoạn này nó là cái phần trong của cái chân yến á. À dạ. À nó sẽ có lớp cái chân yến thì chim yến nó sẽ kéo từng lớp. Dạ từng dạ lớp. Dạ, thì dạ nó dạ. sẽ có từng lớp như vậy. À thì dạ. cái đoạn đó là nó sẽ có cái miếng nó hơi dẹp một chút. Dạ. Còn ở dạ. bên ngoài thì nó là sợi tròn. Dạ. Hơi ấy, chắc để em đưa gần. Đúng rồi. Em đưa gần cho các bạn coi cho chị. Đưa gần để chiếu lên cho mọi người coi cái sợi yến nha mọi người. Cái sợi yến trong này nó khác với những cái yến mà hàng hay ăn lắm. Rất là tiếc là chỉ đưa để nhìn thôi chứ không có ngửi được ha. Phải chi được ngửi được đó mọi người. Phải chi ngửi được thì mọi người sẽ thấy. À không rồi. Đây đây đây. Mọi người thấy được cái sợi yến không mọi người? Thấy được không mọi người ha? Không thấy rõ hả? Cái đèn pin này bật không có sáng rồi. Không, tụi mình cũng thấy rõ nhưng mà chắc nó hơi xa. Do xa quá đó. Bà bật cái đèn pin hết mút maximum đi. Trời ơi. Dạ. Có người mật là rồi với bướm bay tới. Đây đây, cái này sáng hơn nè. Hằng muốn mọi người thấy được. Hằng muốn mọi người thấy được những cái sợi yến bên trong này nó khác biệt so với những dòng yến bên ngoài. Đây mọi người ha. Đó, và nó có sợi ngắn, sợi dài. Nó có sợi ngắn, sợi dài, sợi to, sợi nhỏ. Nó không có đều. Đây là một cái điểm mà Hằng thấy khác hơn. Rồi Hằng đổ ra cái ly một xíu nhá. Đó. Hình như nó có một cái miếng to nữa kìa chị. Nó một cái miếng to bẹp bẹp nữa đó. Đó là cái chân yến ấy. Chân yến phải không chị? Nè Hằng, em đổ ra em thấy nó có một cái miếng to bẹp bẹp nữa nè. Đó, chân yến đó. Mọi người ơi, nó không giống với yến mà Hằng hay ăn.
nó vì, không giống thiệt. Tại vì cái, ở trong này cái sợi yến dài á, khi dạ. mà mút lên nó sẽ bị tuột xuống. Dạ dạ. Bạn thấy không? Mà mút hoài luôn không có lên được. Đó, đây, đó, đây, đó, đây, đó, đây. Đó. Cái sợi này nó bự một xíu này, sợi dạ. này nó bự một xíu này mọi người. Okay. Là có nghĩa là nó có sợi to, sợi nhỏ nó, và nó dài có cái sợi thì nó sẽ bị tuột xuống. Đó. Dạ. Nó có sợi ngắn, sợi dài. Đúng rồi. Đúng sợi mềm và sợi giòn hơn. Đúng rồi. Là hàng ăn là hàng thấy cái điểm đó nó khác hơn nha mọi người, chứ nó không đồng đều. Nó không có đồng đều nha mọi người ha. Rồi cái dòng này nè mọi người, hiện tại này một hũ này nó đang là có bao nhiêu ml ta? Chị ơi, nó là bao nhiêu ml? 75 ml cho một hũ mà nó thơm. Cái mùi thơm đây là mùi thơm của mật dừa nước, à của mật hoa thốt nốt. Dạ. Rồi. Cái mùi thơm này là mùi thơm của mật hoa thốt nốt. Đây là một cái dòng yến kết hợp với mật hoa thốt nốt. Và mùi của yến nữa, hai cái nó kết hợp lại nó tạo nên cái hương vị đó. Dạ. Hàng uống trực tiếp á thì mới thấy cái sợi yến. Còn mút bằng thìa nó bị tuột xuống không à. Đó là thấy không? Uống vô thì cái sợi yến nó mới lên. Nhưng mà nó thơm hơn. Thơm hơn yến bình thường. Thơm hơn yến bình thường rất là nhiều á. Rồi, nó sẽ là 7 gram yến này là 7 gram yến khô hay 7 là gram yến tươi? À 7 gram một yến tươi hả chị? Một người chỉ dùng, nếu dùng hàng ngày thì mỗi ngày 1 gram yến khô thôi, thì 7 gram yến tươi này tương đương với 1 gram yến khô. À rồi, 7 gram yến tươi 1 gram yến khô một chút nữa. À vậy là trong một hũ này nó sẽ chứa 1 gram yến khô. Dạ đúng rồi. À rồi, nó sẽ không còn là bao nhiêu phần trăm nữa mọi người ạ. Bởi vì yến này sẽ là yến thật, sợi yến thật, và một hũ này sẽ chứa 1 gram yến khô, nó tương đương với là 7 gram yến tươi. Mỗi ngày mỗi người sử dụng hàm lượng là một hũ thôi là đủ rồi đúng chị? Dùng dịch ít, có nghĩa là tốt hơn mỗi ngày thì mỗi ngày mình dùng một hũ thôi. Dạ. Mình sẽ có những cái dòng như là dưỡng sinh và cường thể là để tăng cường thêm sức khỏe khi mà mình mệt. Còn cái dòng này thì cứ dùng điều độ hàng ngày để mình duy trì. Rồi một cái hũ như thế này, một cái hộp như thế này ở bên trong nó có bao nhiêu hũ chị ha? Dòng này là dòng cường thể, nó có thêm dược liệu nữa. Ủa trời ơi, cái dòng này đẹp quá vậy. Cái dòng này, cái hộp này đâu chị? Cái này là mình là dòng nhật ít đó, để cho mọi người là tiết kiệm đó, là mình không có để vô packaging. À không có để vô hộp quà chị ha? Đúng rồi, thì cái này là dòng hàng ngày. Dạ. Tại vì nhiều người kêu là đưa cho em hộp quà nữa nó phí. Rồi dòng hàng ngày này chị cho em hỏi là mình đang bán combo mấy hộp ạ? Đang có combo 4 và 10. Combo 10 thì là có cái giá tốt hơn. Combo 10 hộp. 10 hũ. Combo 10 hộp là giá hiện tại đang bao nhiêu em? Combo 10 hộp. Check giùm chị. 340 là. Là 4 á. 700 hũ là 340 á. 4 hũ hết rồi, 4 hũ hết rồi. Combo 4 hũ hết rồi. 795 là bao nhiêu hũ chưa? 795 là 10 hũ. À, mua 10 hũ thì sẽ được giá tốt hơn đó. Dạ, 10 hũ đang là giá bao nhiêu tiền ta? 795.000. Mọi người ạ, 10 hũ hiện tại đang có giá là 795.000 mọi người nhá. Đúng rồi. 795 hết rồi. Đâu? Hết rồi, 340.000 hết rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Trân Phương. Hết rồi hả? Vậy dòng này hết rồi thì Hằng sẽ qua cái dòng tiếp theo là dòng này. Em ghim lên dòng này dùng chị bé ơi. À, mình sẽ có cái dòng đây, 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 dòng ở dưới nữa chị ạ. Em mới để ở đâu dưới đây? Dòng dưỡng sinh. Dòng dưỡng sinh trước đúng không chị ha? Dòng dưỡng sinh và dòng cường thể. À đây là dòng sinh là yến chương với mật hoa thốt nốt tươi. Nó giống như cái dòng 75ml thôi. Nhưng mà trong cái set này là cái hũ của nó là 100ml. Dạ. Dạ. Và yến thì nó sẽ là lượng yến gấp đôi so với cái hũ 75ml. Dạ. Dạ đây ạ. Mọi người ơi, mọi người cứ tin Hằng điểm này. Bởi vì Hằng bán yến, Hằng đã bán nhiều brand yến rồi. Và đây là một brand mà Hằng thấy nó có cái sự khác biệt rất lớn, có sự khác biệt rất lớn, mọi người cứ ăn mọi người sẽ thấy nhé. Rồi đây cái dòng này nó sẽ là dòng này mình có thể dùng để làm quà tặng. Dòng dưỡng sinh đó chị. À, dòng dưỡng sinh mà cái này là set quà thì mình sẽ có dòng dưỡng sinh mà hũ lẻ nữa để mọi người dùng nó tiết kiệm hơn. Bây giờ một set quà này các bạn, bởi vì sắp tới là đang có cái dịp là Vu Lan báo hiếu á chị, chuẩn bị tới cái lễ Vu Lan báo hiếu thì bây giờ mọi người không biết mua gì để tặng cho ba mẹ thì các bạn có thể mua yến, mà hiện tại nó đang là một cái yến dưỡng sinh là có thể sử dụng cho người già. Nhưng chị ơi, em quan tâm đến một điểm đó là những cái đối tượng nhạy cảm như là phụ nữ mang thai, người già và trẻ nhỏ có sử dụng chất bảo quản đó. Dạ không, toàn bộ sản phẩm của mình là không có chất bảo quản. Chỉ có ví dụ như các bé dưới 2 tuổi á thì mình hạn chế dùng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ở lứa tuổi đó mình nên ưu tiên cho các bạn dùng sữa mẹ, dùng những cái thực phẩm riêng cho bé. Thì hệ tiêu hóa của em bé chưa dạ, cái này nó cũng sẽ hỗ trợ tiêu hóa, nhưng mà ý là ở cái giai đoạn đó sữa mẹ là tốt nhất cho các bé nên mình sẽ ưu tiên. Rồi còn một đối với phụ nữ mang thai thì dưới 3 tháng thì mình không nên dùng. 14 gram yến tươi.
nó sẽ là 14 gram miếng tươi. Hủ này là 14 gram miếng tươi, tương đương 2 gram miếng khô và dạ. Nó nhỉnh hơn đó, nó sẽ nhỉnh hơn 2 gram đó. À, dạ. Tại vì ví dụ như xưởng mình làm á từ 1 gram khoảng 6 gram yến tươi sẽ ra dạ. được 1 gram yến khô. Dạ. À vậy thì cái này nó khoảng tầm là em cứ cho trung bình là 2 gram đi. Dạ cứ trung bình là 2 gram. Rồi một hũ này nhá mọi người, cái hũ nó sẽ bự hơn. Một hũ này thì nó chứa bao nhiêu ml tất cả chị hả? Dạ nó là 100 ml. 100 ml thì cái hũ này khá là bự. Hũ này khá là bự và nó cũng là 100 ml. Khi mọi người ăn cái sợi yến của mọi người cảm nhận cái vị yến nó sẽ khác hoàn toàn so với một số dòng yến trên thị trường. Mọi người cứ thân hàng ở điểm này mọi người ạ, bởi vì các bạn có thể nhìn thấy cái giá thành của nó cũng khác biệt khá là lớn luôn. À đó, cho nên cái vị của nó và cái chất lượng của nó mang lại cũng sẽ khác hơn. Rồi một cái dòng yến này đang có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 hũ. 6 hũ này mọi người có thể mua về để tặng cho ba mẹ mình cái dịp Vu Lan báo hiếu nhá. À, cho em hỏi là set này hiện tại đang có giá khoảng tầm bao nhiêu chị ha? 110 à, 1 triệu mốt hả? 1 triệu mốt. 1 triệu mốt dạ, mọi người đúng ơi. Nhưng mà chưa ép bao giờ. Bao nhiêu chị? Tại vì 100 này là ghi lộn đó, 1 triệu mốt là có sẽ có nhiều cái deal á. 1 triệu mốt. 1.063.000 cho một set là chưa có ép bao giờ đúng không ạ? Chưa ép. Là ép bao giờ rồi á chị. À. Ép voucher rồi. À cái đó là dòng cường thể rồi đó phải không? Kiểm tra lại giùm mình đi. Là dòng gì? Mọi người dòng đang dùng là dòng dưỡng sinh nè chị. Dòng dưỡng sinh 1 triệu mốt nè. À 1 triệu mốt đúng dạ, rồi. Dạ đúng rồi. Sao hồi nãy mình nghe nói là 1.160.000. Dòng dưỡng sinh là 1 triệu mốt. Em ơi ghim dùm chị 1 triệu mốt nào. Ghim dùm chị dòng dưỡng sinh. Nó sẽ tùy theo voucher của mỗi khách hàng chị ạ. Dạ, dòng dưỡng sinh là 1 triệu mốt cho một set này được nhá. Mọi người mua về tặng cho ba mẹ vợ hoặc là ba mẹ chồng một cái set rất là sang. Tặng đối tác ạ. Tặng cho đối tác. Quý luôn ạ. Sếp. Dạ, đúng rồi. Dạ, tặng cho sếp, tặng cho khách quý đồ các thứ luôn. Dạ, một set này là 6 hũ, mỗi hũ là 100 ml và nó sẽ là yến thật, toàn bộ là sợi yến thật và mỗi một hũ chứa 14% 14 gram yến tươi. Dạ. Nó sẽ là 14 gram yến tươi. Các bạn ở nhà mà có chưng yến rồi á thì đã từng dùng yến rồi thì các bạn biết là 1 gram yến khô các bạn chưng ra được một cái hũ như thế này. Dạ. Thì đối với cái dòng này mình cũng chưng như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ giống như ở nhà mình chưng vậy đó. Dạ. Cái hàm lượng yến và nó cái độ tươi nó cũng giống vậy. Dạ. Chỉ có một điều là ở nhà thì không có mật hoa. Dạ. Dạ. Ở nhà thì không có mật hoa nên không có trải nghiệm được dạ. cái mật hoa này. Dạ. Rồi vậy là cái này nè, một đó là nó khác so với yến thông thường, đó là nó kết hợp cùng với mật hoa thốt nốt, cho nên là những bạn nào bị tiểu đường mọi người cần sử dụng một cái dòng sản phẩm có chỉ số đường huyết thấp hoàn toàn có thể sử dụng dòng này được, bao gồm đối tượng người già bị tiểu đường hoặc là đối tượng phụ nữ mang thai sau 3 tháng đầu, phụ nữ mang thai mà sợ bị tăng đường huyết trong quá trình mang thai đó, tăng đường huyết thai kỳ đó mọi người, hoàn toàn có thể sử dụng được luôn nhá. Đó rồi một hộp như thế này sắp qua sắp rất là đẹp, giá của nó đang rơi vào là 1.100.000 cho một set 6 hũ, mỗi hũ 100 ml. Và giống như hồi nãy ban đầu chị có chia sẻ luôn, bởi vì đây nó là yến rất yến thật, sợi yến thật luôn, và trên bao bì cũng không có ghi cho mọi người là 10, 20, 30%. Dạ, bởi vì mình rồi. Không có một cái khái niệm nào để dạ, mình có thể xác minh được là ở bên trong đó chứa bao nhiêu phần trăm từ yến, mà mình chỉ có thể đó là một cái hũ 100 ml này nó chứa bao nhiêu gram yến thôi. Dạ, mình rồi. Chỉ có thể xác nhận theo cách đó. Thì hiện tại một hũ này đang chứa 14 gram yến tươi mọi người nhá. Rồi cái set này hiện tại này 1.100.000, mọi người áp voucher vô giúp Hằng. Có bạn nào mua cái giá rẻ hơn 1.163.000. Wow, 1.063.000 cho một set mọi người ạ. Đây là 1.063.000 một set nhá mọi người, áp vô. Đúng rồi, có bạn 1.034.000. Wow. Có bạn 1.034.000 nữa. Dạ rồi, bây giờ em sẽ lên thêm một dòng nữa nhá. Hằng lên một dòng nữa cho mọi người nè. 1.023.000 nữa kìa. Cái dòng này đẹp quá. Cái dòng này màu xanh này đẹp sang ghê á chị. Dòng này thì mình gọi là dòng cường thể. Cường thể. Dạ đúng cường rồi, cường thể là cường là nó tăng cường thêm. Dạ, ủa vậy hả chị, chứ không dược liệu quý. Ủa là nó chỉ là tăng cường sức khỏe của mình chứ nó không có phải là cường chỗ khác hả chị? Thì có đó nha, tại vì nó có cả đông trùng hạ thảo. Ôi đấy nha mấy bạn. Có nè, mấy anh nam đâu rồi? Mọi người ơi, mấy anh nam đâu? Đây dòng cường thể. Đây cái dòng cường. Dòng cường thể mọi người ơi. Dòng cường thể có hũ lẻ nữa nha. Dạ có hũ lẻ luôn. Dạ. Đây, ví dụ như một set cường thể này mọi người nhá. Đây. À, chị ơi, bên trong nó có nhiều màu khác nhau hả? Dạ, đúng rồi. Nó sẽ có hai hũ là yến với mật hoa thốt nốt và đông trùng hạ thảo. Yến mật hoa thốt nốt và nấm chi đỏ và yến mật hoa thốt nốt với lại saffron. Tổng cộng nó có 3 vị trong một hũ. 3 vị, mỗi vị là 2 hũ.
À ba vị, mỗi vị sẽ, à đây là hai vị, đây là hai vị, đây hai dạ, vị đúng không chị? Đúng rồi. Đây sẽ là một vị nữa. Để, rồi. Sẽ, cái này là nấm linh chi đỏ. À cái này là nấm linh chi. Nấm linh chi đỏ mình cô đặt lại đó. Cái này hôm qua Hằng có hỏi tại vì Hằng thấy một cái điểm là ở bên trong nó sẽ có những cái hạt màu đen đen nhỏ nhỏ xíu, nó giống như hạt bụi á mọi người. Và Hằng cái cảm giác ban đầu của Hằng, Hằng kêu ủa tại sao nó lại có tạp chất? Hằng kêu một cái thương, cái thương hiệu mà làm ra một cái bao bì rất là lớn như vậy tại sao có tạp chất, và Hằng có hỏi chị thì chị kêu đây không phải là tạp chất mà đây là gì chị hả? Đây là những cái bào tử nấm linh chi đó à các dạ. bạn dạ. Nấm linh chi rất là nhỏ nhỏ của nấm linh chi đúng không chị ha? Dạ bào tử nấm linh chi. Rồi cái này là có kết hợp cùng với nấm linh chi sẽ có hai hũ mọi người ha. Rồi kết hợp cùng với đông trùng hạ thảo, đem xem đông hoa hề tây, đây là hạ thảo đây. Dạ nấm đông trùng hạ thảo mình sẽ thấy có sợi nấm đông trùng hạ thảo ở bên trong luôn. Là nó cũng sẽ có hai hũ và kết hợp cùng với nhụy hoa nghệ tây là cũng sẽ có hai hũ luôn, tổng cộng là 6 hũ tất cả. Mà cái này hiện tại giá của nó là 1.190.000. Rồi để nói vấn đề một cường thể này mọi người, ví dụ nam cũng được mà nữ cũng được, mọi người nghĩ theo nghĩa đen hay là mọi người nghĩ theo nghĩa bóng là đều đúng. Ví dụ như mọi người nghĩ theo nghĩa đen, cái vấn đề cường thể nó giúp cho cơ thể của mình cường tráng khỏe mạnh thì cũng đúng luôn. Nhưng mà ví dụ mọi người nghĩ theo cái bóng đêm kia thì nó đúng đó. Đó, ví dụ các anh nam nhé mọi người, các anh nam mà mọi người có sử dụng cái này nó cường đấy thì đúng rồi đó. Cho nên là mọi người có mua về để cho ba mình xài mọi người ha, ba mẹ mình xài hoặc là để cho chồng mình xài thì cũng được nhá. Rồi cái hũ này nè mọi người là nó chứa 14 gram yến tươi. Dạ đúng rồi. Nó chứa 14 gram yến tươi. Bây giờ á Hằng có thể nói một cái sự khác biệt như thế này, đó là có rất nhiều dòng yến trên thị trường đang để là bao nhiêu phần trăm, nhưng điểm khác biệt của dòng yến của Trân Phương đó là để thẳng số gram yến có trong một hũ. Để thẳng số gram yến là bao nhiêu gram yến có trong một hũ, và hiện tại nó đang là 14 gram yến tươi có trong một hũ này. Mỗi hũ sẽ là 100ml nhá chị hả? Đúng rồi, 100ml. Dạ rồi, cái giá của nó hiện tại đang là 1.190.000. Và cái này set này mọi người sẽ mua về để đem biếu quà. Nếu như mọi người mua lẻ vẫn có, nhưng mà mọi người mua cái set này mình đem biếu quà, biếu cho ba mẹ mình, cho sếp, cho cấp trên đều ok nhé. Dạ, mọi người ta, cái sự khác biệt ở đây nữa, ngoài cái việc mà nó sử dụng yến thật ra, yến sợi thật ra, nó còn kết hợp cùng với mật của thốt nốt, là một điểm khác biệt. Cái